Xin chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần 24. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một bài mới, đó là bài chủ đề 8, minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Với cái bài này, chúng ta có thể mở sách giáo khoa trang 41 ra. Bài minh họa dữ liệu bằng biểu đồ, chúng ta có mục tiêu bài học như sau. Đó là chúng ta sau khi học bài này, chúng ta biết được mục đích của việc sử dụng biểu đồ. Thứ hai là biết được một số dạng biểu đồ thường gặp. Thứ ba là biết được các bước thực hiện tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu có sẵn. Và cuối cùng là biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra. Đầu tiên là phần khởi động. Chúng ta quan sát hai cái hình trong sách giáo khoa trang 41 đó, hình 8.1 và hình 8.2. Rồi, ở hình 8.1 là báo cáo, một bảng dữ liệu nó về báo cáo doanh số 12 tháng của một công ty nào đó. Rồi, các tháng tương ứng thì nó có doanh thu, doanh số tương ứng với tháng đó. Rồi, dưới cái bảng báo cáo này chúng ta có cái biểu đồ như sau. Tháng 1 tương ứng với lại cái doanh số, giống như là trên cái bảng báo cáo như đó. Rồi chúng ta mấy em có thể là quan sát hai cái hình này ở trong sách giáo khoa trang 41 ha. Rồi ở đây chúng ta có câu hỏi đặt ra, đó là dựa vào hai bảng dữ liệu trên, em phải nhận xét về doanh thu của công ty trong 12 tháng qua. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát hai cái hình thì chúng ta có thể là biết được là 4 tháng đầu, từ tháng 1 tới tháng 4 thì doanh số của công ty tăng cao. 4 tháng tiếp theo doanh số của công ty là có xu hướng là hơi giảm ha. Còn 4 tháng cuối năm thì đạt mức trung bình. Câu hỏi thứ hai đặt ra đó là khi so sánh thông tin trên bảng số liệu và trên biểu đồ, em hãy nhận xét thấy thông tin nào dễ so sánh, dễ quan sát hơn và vì sao? Như vậy khi mà chúng ta quan sát hai cái hình 8.1 và 8.2 á, thì ta thấy là thông tin dữ liệu dạng biểu đồ thì chúng ta dễ dàng so sánh hơn, dễ nhận biết hơn những con số. Thì vì sao? Thì đó là vì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ hình 8.2 á, chúng ta thấy nó trực quan hơn ha, nó dễ dàng so sánh hơn ha. Rồi vậy thì qua phần B là phần khởi động. Phần kiến thức, chúng ta vào một nhóm sách giáo khoa trang 42, minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Chúng ta có cái yêu cầu như sau. Chúng ta có cái bảng dữ liệu là số học sinh giỏi khối 7 năm học 2013-2014. Chúng ta có 5 lớp, đó là 7A1, 7A2, 7A3, 7A4 và 7A5. Chúng ta có số lượng học sinh giỏi nam và có 3 cột, cột nam, cột nữ và cột tổng cộng. Tương ứng với là cái bảng dữ liệu này thì chúng ta có cái biểu đồ như hình 8.4, cái bảng dữ liệu thì hình 8.3, cái bảng biểu đồ của biểu đồ chúng ta thì hình 8.4. Tương ứng với các màu của cái biểu đồ này thì là các cột, màu của các cột thì chúng ta có cái dữ liệu là màu xanh là thể hiện là số học sinh nam, màu màu cam số học sinh nữ, còn màu xanh lá thì là tổng cộng của số học sinh nam và số học sinh nữ. Rồi yêu cầu của cái bảng dữ liệu là nó kêu chúng ta là chúng ta quan sát và chúng ta so sánh coi số học sinh giỏi của lớp nào cao hơn, rồi số học sinh giỏi mà phái nữ của lớp nào nhiều hơn ha. Số học sinh nam thì ở đây khi mà chúng ta quan sát
Khi mà câu hỏi đặt ra như vậy thì chúng ta thấy ở hình 8.4 này chúng ta dễ dàng nhìn thấy là cái cột tổng cộng của lớp 7.1 thì nó cao hơn. Nhìn vào nhìn trực quan bằng hình ảnh thì chúng ta thấy sao? Cái cột tổng cộng của lớp 7.1 nó cao hơn. Đó. Đó, vậy thì chúng ta nhìn vào cái hình ảnh thì chúng ta có biết được 7.1 là lớp có số học sinh giỏi cao hơn các lớp còn lại, cao nhất. Tiếp theo là lớp 7.5, tiếp theo là 7.4, tiếp theo là 7.3 và cuối cùng là 7.2. Rồi vậy thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ, chúng ta dễ dàng chúng ta nhận xét và đánh giá cái số học sinh giỏi như vậy. Rồi còn yêu cầu thứ hai là chúng ta coi coi lớp nào có số học sinh nữ cao hơn số học sinh giỏi mà nữ cao số học sinh giỏi nam. Thì chúng ta thấy là cái màu nữ là cái màu cam phải không? Thì chúng ta rõ ràng nó nhìn thấy như vậy đây, số học sinh giỏi của lớp 7 năm nữ của lớp 7 năm cao hơn số học sinh giỏi là nam của lớp 7 năm. Và lớp số học sinh giỏi của nữ lớp 7 7A3 cao hơn số học sinh giỏi nam. Vậy thì chúng ta nhìn vào biểu đồ chúng ta dễ dàng so sánh hơn ha. Đó là cái ưu điểm của cái việc mà chúng ta tạo dữ liệu bằng biểu đồ, chúng ta và thể hiện dữ liệu bằng biểu đồ ha. Bằng chữ thì chúng ta cũng làm được nhưng mà nó phức tạp hơn, chúng ta phải đi so sánh với các lớp còn lại. Ở đây ta so sánh nhưng mà bằng hình ảnh nó dễ, nó trực quan hơn, nó dễ dàng hơn. Đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo phần 2 đó là một số dạng biểu đồ thường dùng. Chúng ta có rất nhiều dạng biểu đồ nhưng mà ở đây chúng ta có một số dạng thường dùng thôi. Thứ nhất đó là biểu đồ hình, biểu đồ cột. Ưu điểm của biểu đồ cột này là thích hợp để so sánh số liệu có trong nhiều cột. Rồi, chúng ta có một cái ví dụ đó là chúng ta so sánh lượng mưa trung bình giữa các tháng trong năm. Chúng ta có cái biểu đồ cũng như hình sách giáo khoa, hình 8.5 trong sách giáo khoa trang 43. Rồi chúng ta khi mà chúng ta quan sát cái biểu đồ này thì ta dễ dàng nhìn thấy lượng mưa trung bình trong trong một năm, chúng ta so sánh giữa tháng, chúng ta dễ dàng nhìn thấy tháng nào có lượng mưa cao nhất, những tháng nào có lượng mưa cao và những tháng nào có lượng mưa thấp thấp hơn. Khi mà cái dữ liệu này mà ở dạng dạng số liệu thì ta cũng cũng biết được nhưng mà về cái khả năng mà so sánh thì chúng ta thấy nó không có được nhanh bằng cái dạng biểu đồ ha. Rồi biểu đồ thứ hai đó là biểu đồ đường gấp khúc. Ưu điểm của cái biểu đồ này là dùng để so sánh số liệu, đặc biệt là mô tả về xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Ở đây ta có một cái ví dụ đó là theo dõi sự tăng giảm số tiền chi tiêu trong gia đình trong cái năm đó. Rồi ở đây là cái bảng tổng chi tiêu gia đình trong trong 6 tháng đầu. Hình 8.6 trong sách giáo khoa trang 43. Rồi, chúng ta nhìn vào cái biểu đồ chúng ta có thể dễ dàng biết được là trong 6 tháng này thì tháng nào có cái số chi tiêu nó cao hơn. Rồi tháng nào chi tiêu thấp thì chúng ta dựa vào đây chúng ta có thể là biết được chúng ta đánh giá được xu thế của cái lượng tiền mà chi tiêu trong tháng đó, trong 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 6 tháng đó ha. Đó, và chúng ta biết được chúng ta có thể là biết được nguyên nhân và chúng ta có cách khắc phục ha. Đó là ưu điểm chúng ta biết được là cái chi tiêu trong tháng đó, và chúng ta có thể là biết nguyên nhân và chúng ta có các giải pháp để khắc phục. Ở đây nó các con số nó rất rõ ràng ha, và nó thể hiện bằng cái đường gấp khúc nè, tăng giảm để chúng ta có cái cách để chúng ta điều chỉnh lại. Ví dụ như doanh số, ví dụ như doanh số trong công ty chẳng hạn, đó nó thể hiện bằng đường gấp khúc thì công ty nó sẽ có chiến lược chẳng hạn, chiến lược để nó thay đổi
để nó phát triển hơn, để tồn tại ha. Rồi cái biểu đồ dạng tiếp theo đó là biểu đồ hình tròn. Ưu điểm của biểu đồ hình tròn là thích hợp để mô tả tỷ lệ giá trị dữ liệu so với tổng thể. Rồi ở đây có ví dụ là để mô tả doanh số bán máy in giữa các quý với nhau. Rồi ở đây chúng ta có bốn quý tương ứng với bốn màu. Đó, chúng ta có thể so sánh doanh số giữa các quý trong một năm. Rồi chúng ta có thể so sánh coi người ta nhìn vào cái biểu đồ, người ta biết được quý nào bán được nhiều hơn, và người ta biết được cái phần trăm của cái quý đó, số lượng phần trăm của quý đó trong cái tháng đó. Đó, ta có thể đánh giá được biết được cái quý nào cao cao hơn, rồi quý nào thấp hơn, rồi quý nào nó chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu trong cái năm đó. So sánh với các quý trong năm ha. Đó, ngoài ra thầy thấy cái dạng biểu đồ này trong môn địa lý ta cũng hay sử dụng, môn địa lý nè, hoặc là môn giáo dục công dân chẳng hạn đó. Ví dụ như là chúng ta so sánh với phái nam và phái nữ đó, trong năm, có thể là gì, so sánh độ tuổi lao động chẳng hạn đó. Rồi có thể là biểu đồ về đất nông nghiệp, rồi hoặc là đất nông nghiệp, đất trồng rừng, hay là cái đất công nghiệp gì đó trong cái tổng diện tích của đất quốc gia chẳng hạn đó, ta so sánh và chúng ta có cái cách sắp xếp, hay là cái có một cái giải pháp nào đó ha. Rồi cái phần tiếp theo đó là phần 3 và cách tạo biểu đồ. Rồi cách thực hiện. Rồi để tạo biểu đồ, đầu tiên là chọn phạm vi cần tạo biểu đồ. Thứ hai đó là chúng ta mở bảng chọn Insert. Trong nhóm lệnh chat chúng ta nháy chọn loại biểu đồ, chúng ta có ba loại biểu đồ chính ha, đó là column, line, bia. Column là biểu đồ hình cột, line là cái đường ha, bia là hình tròn, và chúng ta chọn cái biểu đồ thích hợp. Rồi chúng ta có cái ví dụ, mày quan sát cái video. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo một biểu đồ. Đầu tiên chúng ta chọn phạm vi cần tạo biểu đồ. Thì ví dụ đây là phạm vi cần tạo biểu đồ. Sau đó mở bảng chọn Insert. Trong nhóm lệnh tra để chọn biểu đồ thích hợp. Ở đây chúng ta có rất nhiều biểu đồ ha. Ở đây thầy muốn tạo biểu đồ hình cột và column, sau đó tạo tạo kiểu biểu đồ thích hợp. Rồi vậy là chúng ta đã tạo xong một cái biểu đồ. Rồi con tiếp theo là thầy muốn hướng dẫn đó là cách thêm tiêu đề. Để thêm tiêu đề cách thực hiện như sau. Nhất là chọn biểu đồ, mở bảng chọn layout, chọn chat tiêu, chọn avo chat và nhập tiêu đề vào. Chúng ta có cái ví dụ, các em quan sát cái video hướng dẫn ha. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách thêm tiêu đề cho một biểu đồ. Để thêm tiêu đề cho biểu đồ, mình sẽ chọn cái biểu đồ đó. Đầu tiên mình sẽ chọn cái biểu đồ, sau đó mình vào bảng chọn layout, chúng ta vào
nhóm lệnh level chúng ta chọn thiếu. Ở đây chúng ta có hai cách chúng ta chọn ha. Set open open tag queue và avoid chat ha, mình sẽ chọn một trong hai cái này cũng được, nhưng mà mình sẽ chọn avoid chat để cái tiêu đề của mình sẽ nằm bên ngoài cái biểu đồ, cái tiêu đề nằm ngoài. Nếu mà mình chọn cái trên thì cái tiêu đề của mình sẽ nằm phía trong cái biểu đồ, nó không có nhìn, nó không có thẩm mỹ ha. Rồi sau đó mình sẽ gõ cái tiêu đề của cái biểu đồ của mình, đó là số học sinh giỏi có 7. Thấy là xong cái bước là thêm tiêu đề cho biểu đồ. Rồi phần tiếp theo đó là chúng ta thêm cái chú thích cho chụp ngang. Rồi cách thực hiện như sau, đó là chúng ta mở chọn biểu đồ, chúng ta mở bằng chọn layout. Ta chọn chart tiêu, chọn primary horizon asset tiêu, và chúng ta chọn tiêu below asset, và chúng ta nhập thông tin giải thích vào. Chúng ta quan sát cái ví dụ, chúng ta quan sát cái đoạn video. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách thêm chú thích cho chụp ngang. Đầu tiên mình cũng chọn biểu đồ, sau đó mình vào bảng chọn layout, mình vào asset tiêu, mình sẽ chọn primary horizon asset tiêu, rồi mình sẽ chọn, mình sẽ để ý cái ở đây nó có hai phần cho mình chọn là nó nghĩa là không có, và đây là cái tiêu below asset tiêu, tiêu below asset tiêu nghĩa là chúng ta chọn cái tiêu đề ở phía dưới là nó nằm ngang ha. Rồi mình chọn bây giờ tiêu đề nằm ngang của mình, mình sẽ chọn là lớp. Mình sẽ sửa lại cái phần lớn. Ở đây mình có thể định dạng cho nó chữ nó lớn hơn cũng được. Vậy là mình đã hoàn thành xong cách là thêm chú thích chụp ngang. Tiếp theo sẽ là thêm chú thích cho chụp dọc. Cách thực hiện như sau, chúng ta chọn biểu đồ, chúng ta mở bảng chọn layout, chọn sách tiêu, chúng ta chọn là primary vertical asset tiêu, chúng ta chọn là rotating, và chúng ta nhập thông tin giải thích vào. Sau đây chúng ta quan sát video hướng dẫn. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thêm chú thích cho chụp đứng hay được gọi là chụp dọc. Đầu tiên mình cũng chọn cái biểu đồ, và sau đó mình vào bảng chọn layout, mình vào lúc là asset tiêu
mình vào Ramani và phim khổ Asitil, sau đó mình chọn cái phần Văn Thọ Tiêu. Và lúc này cái chữ chú thích nó hiện ra và mình sẽ sửa lại bằng cách ta bôi đen cho nó và cái dòng chú thích số học sinh. Rồi, ta có thể sửa lại cái phông chữ trên nó. Thì là phải là hướng dẫn chúng ta một phần sau và chụp cái theo phần tiếp theo đó là chỉnh sửa biểu đồ. Chỉnh sửa biểu đồ chúng ta có cách là chúng ta thay đổi dạng biểu đồ. Ví dụ như là khi chúng ta chọn biểu đồ mà chúng ta không thích dạng biểu đồ mà trục đứng, thì chúng ta muốn chuyển qua là đường gấp khúc, hoặc là chúng ta muốn chuyển qua hình tròn, thì chúng ta thực hiện cái thao tác là thay đổi dạng biểu đồ. Rồi, cách thực hiện như sau: chúng ta chọn biểu đồ cần thay đổi, nghĩa là chúng ta chọn một cái biểu đồ đó và chúng ta mở bằng chọn design, chúng ta chọn nút lệnh là chain cho tiêu, rồi chúng ta chọn biểu đồ thích hợp. Rồi, chúng ta quan sát cái video hướng dẫn. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách chỉnh sửa biểu đồ. Thầy hướng dẫn cách thay đổi dạng biểu đồ. Đầu tiên là muốn thay đổi dạng biểu đồ thì mình sẽ chọn cái biểu đồ, chọn biểu đồ mình cần thay đổi, sau đó mình vào cái mục bảng chọn design, mình vào change chart type. Rồi lúc này các dạng biểu đồ xuất hiện, mình sẽ chọn cái dạng biểu đồ thích hợp. Mình nhấn nút vào cái biểu đồ thích hợp. Này biểu đồ đã thay đổi theo theo yêu cầu, theo mong muốn của chúng ta. Mình có thể thực hiện lại. Em chú ý các thao tác thầy nhé. Có rất nhiều dạng biểu đồ và tất cả em học sinh bạn thì có tiếp theo phần chữ chỉnh sửa biểu đồ là thay đổi vị trí kích thước của biểu đồ. Rồi ở đây thầy hướng dẫn luôn thay đổi vị trí và kích thước của biểu đồ. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thay đổi vị trí và kích thước của biểu đồ. Đầu tiên là thầy hướng dẫn chúng ta thay đổi vị trí của biểu đồ. Muốn thay đổi vị trí của biểu đồ, đầu tiên mình sẽ bấm chọn biểu đồ và chúng ta chú ý cái phần con chó chuột có cái phần như trên màn hình đó, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cái mũi tên mà ngay chỗ con chó chuột, ngay chỗ vị trí của con chuột đó, nó có cái hình mũi tên bốn mũi tên. Khi mà nó có hình bốn mũi tên vậy thì mình có thể là nháy vào cái biểu đồ và giữ biểu đồ đó và chúng ta di chuyển sao cho nó có vị trí thích hợp. Chỉ cần buông ra thôi là chúng ta đã có một vị trí của biểu đồ theo mong muốn. Rồi sau đây thầy cũng hướng dẫn ta cách thay đổi kích thước của biểu đồ. Đầu tiên là ta đưa con chó chuột, ta chọn biểu đồ, sau đó ta đưa con chó chuột tới vị trí các góc đường biên của
biểu đồ xanh cho các hình các dấu mũi tên hai chiều đó, là dấu mũi tên hơi xuyên một xíu ha. Có thể đưa vào các cạnh của biểu đồ là nó sẽ có cái hình đó ha, các vị trí như là các góc rồi mà chúng ta để ý trên biểu đồ có những cái điểm giữa của những cái cạnh của biểu đồ này. Khi mình quay biểu tới đây thì con chuột chuột nó có cái hình hình mũi tên hai chiều ha. Để xóa biểu đồ, ta thực hiện như sau. Ta chọn biểu đồ và ta bấm phím Delete. Và chúng ta quan sát video hướng dẫn. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách xóa một biểu đồ. Xóa một biểu đồ, đầu tiên ta nhấn chọn biểu đồ mình cần xóa. Sau đó chúng ta bấm nút lệnh Delete. Ta có thể bấm phím Delete hoặc chúng ta nhấn chuột phải chúng ta chọn Delete. Thầy sẽ bấm phím Delete. Và tiếp theo đó là chúng ta sao chép biểu đồ vào văn bản Word. Rồi cách thức thực hiện như sau. Chúng ta chọn biểu đồ và chúng ta chọn lệnh copy. Mở bằng chọn Word và chúng ta tìm vị trí sao chép. Rồi chúng ta chọn lệnh paste trên thanh công cụ Word. Các em quan sát ví dụ hướng dẫn. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách sao chép một biểu đồ vào trong Word. Đầu tiên là mình sẽ chọn biểu đồ đó. Đầu tiên mình nhấn chuột vào biểu đồ đó, chọn biểu đồ. Sau đó chúng ta nhấn vào nút lệnh copy trên thanh công cụ clipboard, trên cái nhóm lệnh clipboard. Sau đó chúng ta vào cái phần mềm Word và chúng ta di chuyển con nhỏ chuột tới vị trí của văn bản chúng ta muốn sao chép vào. Sau đó chúng ta nhấn vào nút lệnh paste trên thanh công cụ của Word. Thì lúc này chúng ta thấy là biểu đồ chúng ta đã được sao chép sang cái Word này. Cái lý do tại sao chúng ta cần cái sao chép biểu đồ vào văn bản Word đó là khi mà thêm ví dụ đi, khi mà chúng ta làm một báo cáo nào đó, chúng ta có sẵn cái biểu đồ rồi và chúng ta báo cáo thì báo cáo thường là báo cáo bằng văn bản thì ta cần những hình ảnh của như là biểu đồ hay gì đó thì chúng ta cần phải đưa cái biểu đồ này qua Word và sau đó chúng ta mới sử dụng cái biểu đồ này trong quá trình chúng ta báo cáo ha. Rồi, đó là những cái kiến thức mà thầy đã truyền đạt cho các em trong chủ đề số 8 này. Rồi, mong rằng chúng ta biết cách thực hiện và có những thắc mắc thì mấy em có thể comment vào phía dưới. Rồi cái phần C đó là phần vận dụng và luyện tập trong sách giáo khoa trang 48, 49 và 50. Chúng ta có phần vận dụng và luyện tập này mong rằng lớp chúng ta sẽ làm trong sách và bằng nào có máy tính thì chúng ta có thể làm ở nhà. Rồi còn cái phần trắc nghiệm thì các em có thể là vào cái trang của trường mình để chúng ta hoàn thành cái phần trắc nghiệm mà các thầy đã đưa cái phần trắc nghiệm này lên.
trên cái trang của trường. Mong rằng khi mà chúng ta học tập á, các em chú ý, chúng ta vừa học ở trên cái lớp học kết nối này, chúng ta sẽ làm bài tập ở trên cái phần trang của trường, cũng như chúng ta sẽ xem video học trên trang của trường và trang lớp học kết nối, hoặc là có thể một số trang khác mà giáo viên yêu cầu. Chúc các em chúng ta học tập thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Xin chào các em.